Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. Thì mới nhất trong ngày hôm nay thì bên em Đức Hải Dương sẽ báo giá và review tất cả những mẫu xe mà hiện tại bên Đức đang có, và những một số mẫu xe bên Đức mới về. Thì xe thì trong quá trình vẫn chưa được dọn các bác nhá. Thì em Đức sẽ lướt qua và báo giá tất cả những mẫu xe mà hiện tại bên Đức đang còn, và chào bán cho tất cả quý chị và các bạn mua về thay chiếc xe máy che nắng che mưa. Anh chị nào mà đang xem clip của Đức thì nhớ cho Đức một lượt chia sẻ và một lượt like. Bác nào mà xem video lần đầu mà quan tâm những dòng ô tô cũ đã qua sử dụng và chất lượng còn khá là bền bỉ thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất bên Đức về theo ngày tháng các bác nhá. Tất cả những mẫu xe ở đây là giá chỉ có từ 29 triệu cho đến 140 triệu thôi các bác nhá. Đấy, giá rất bình dân thôi. Cho anh em chị em chúng ta mua và thay một chiếc xe máy che nắng che mưa các bác nhá. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn các bác ạ. Thì tất cả những mẫu xe đây là giá rất bình dân và hợp lý thôi. Đây là cái chiếc này thì em Đức suốt ngày đi các bác này. Đấy. Bác nào mà xem video lần đầu và quan tâm những cái dòng ô tô cũ thì nhớ bấm đăng ký kênh để thường xuyên được nhận những cái video mà bên em Đức review cho tất cả các bác xem. Các bác bấm xem chơi cũng được, hoặc là xem tham khảo. Có những mẫu xe nào mà giá hợp lý và bình dân thì anh chị và các bạn nhớ alo trực tiếp cho em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 các bác nhá. Anh chị và các bạn chúng ta mà muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc ga Phú Thái, Kim Thạch, Hải Dương. Các bác đến hai địa chỉ trên thì nhớ alo trực tiếp cho em Đức và em Đức sẽ đón cho các bác vào xem xe trực tiếp luôn. Thì sau đây em Đức sẽ vào quay chi tiết với cái mẫu xe đầu tiên cho tất cả quý anh chị và các bạn xem. Cái chiếc xe này thì em Đức mới mua về xong. Thì được như lời chia sẻ của bác chủ nhân thì bác chủ nhân mua cách đây tầm 4 năm trước, giá 165 triệu. Và hiện tại thì bác chủ nhân đã làm chiếc xe này thì bác chủ nhân đã làm được khoảng tầm 3 tỷ rưỡi rồi. Nên anh chủ quyết định là bán chiếc xe này cho em Đức. Thì mẫu xe này thì máy rất ngon các bác nhá. Gầm bệ thì chắc chắn luôn, keo chỉ zin. Sản xuất năm 2008, cái mẫu xe Fiji. Sản xuất năm 2008 các bác nhá. Chiếc này thì chạy kim phun điện tử. Trợ lực kinh điện đầy đủ rồi các bác nhá. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn không bục ngọt. Xe thì còn rất đẹp luôn. Đây các bác này. Chiếc Fiji các bác nhá. Fiji. Đấy, giá hợp lý thôi. Giá chiếc Fiji này thì đang được em Đức chào bán 58 triệu anh em nhá, 58 triệu đồng. Chiếc này là zin hết luôn các bạn. Đây, kính kiếc của nó zin hết luôn. Xe thì còn zin nhá các bạn nhá. Sau cái loạt video báo giá từng chiếc này thì em Đức sẽ làm video từng chiếc một cho anh chị và các bạn xem. Đây ông bác có rồi các bạn này. Zin hết luôn. Đấy. Em này thì máy ngon, gầm bệ chắc chắn các bác nhá. Đấy, giá 58 triệu. Khẳng định với các bác là nếu mà Matic thì không có gọi là tên tuổi thì bì mấy chiếc Fiji này được các bác nhá. Đây là kính của nó zin hết luôn các bác. Đấy. Giá hợp lý thôi cho anh em thôi. 58 triệu anh em nhá. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Thì hôm nọ mua thì bác chủ gọi báo lại là để lại cho anh. Cộng cho anh 5 triệu thôi. Thì hiện tại em Đức bảo là để em Đức để đi và kiếm bằng lửa cái chỗ của bác chủ nhân thôi. Và tiếp theo là một em Mercedes 180. Em này thì
được trang bị hộp số tự động anh em nhé. Hộp số tự động. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn. Sản xuất năm 2001. C180. Bảo hành cho anh em là xe không đâm đụng, không tê lạn, không tỉ kích các bác nhé. Máy ngon, điều hòa mát. Với cái mẫu xe Mercedes C180 này thì hiện tại đang được em Đức chào bán với giá là 140 triệu. Đây các bác này, tư nhân một chủ từ mới các bác nhá. Ghế da zin, nội thất zin theo xe. Keo chỉ zin hết. Em này thì đẹp miễn bàn luôn. Đây này, ghế da của nó, ghế lái của nó các bác này, zin đét luôn anh em nhá. 140 triệu. Đấy. Máy ngon, gầm bệ chắc chắn, sơn si đẹp, sàn nỉ anh em nhé, sàn nỉ cả xe luôn này các bác này. Đấy. Đó. Em này thì chất miễn bàn luôn. Giá 140 triệu. Mercedes C180. Và cái mẫu xe này được trang bị tính năng khá an toàn. Thì em Đức sẽ quay lại cái mẫu xe Fiji 2008 này các bác nhá. Đây là xe này thì được trang bị hộp số sàn. Vừa rồi em nghe đâu đấy trên anh em trên diễn đàn là nói là xe tàu thế lọ thế chai. Là các bác nhìn này, 2008 này, xe là không dịch vụ, không taxi anh em nhá. Đây. Keo chỉ zin. Các bác cứ chê tàu ấy, chứ thật sự ra là xe nó quá rẻ, đâm ra các bác là không chăm sóc. Vất mưa vất nắng thì thật sự ra là không cái gì còn các bác nhá. Tiếp theo là cái mẫu xe Toyota. Cái mẫu xe này là được trang bị hộp số động, tự động anh em nhé. Toyota Mark 2 được sản xuất năm 1992. Mang tên tư nhân, biển Hà Nội luôn. Đấy, và mẫu xe này thì được bác một bác công chức nhà nước ở trong ngân hàng sử dụng anh em nhé. Con này là bao chất bao đẹp luôn. Xe thì zin toàn tập. Giá cái mẫu xe Toyota Mark 2 này thì đang được em Đức chào bán giá 75 triệu anh em nhé. Xe là zin đét luôn. Đây các bác này, ghế lì cả xe. Kính không gọng anh em nhé, kính không gọng. Đấy, không có xương kính. Kính hai lớp luôn. Ghế lì các bác nhá. Xe zin đét luôn. Toyota Mark 2. Đây, ghế lì trần lì anh em nhá, nguyên bản theo xe. Giá hợp lý thôi cho các bác. 75 triệu. Đấy. Hôm nay em Đức sẽ báo giá một loạt những cái mẫu xe mà hiện tại em Đức đang còn. Và đang còn rất là nhiều xe làm ở xưởng các bác nhá. Giá hợp lý cho các bác. Đấy. Toyota Mark 2. Xe rất đẹp luôn. Đây là cái đầu này của nó zin nhất thôi anh em ạ, zin nhất luôn này. Và tiếp theo là một cái mẫu xe Suzuki được sản xuất năm 1996, nhập Nhật anh em nhé. Đấy, nhập Nhật nguyên chiếc. Động cơ 1.6 với phiên bản số sàn, máy xăng. Tất cả những mẫu xe ở đây là toàn bộ máy xăng hết anh em nhé. Giá cái mẫu xe Suzuki này thì hiện tại em Đức chào bán với giá là 52 triệu. Đấy, anh chị và các bạn chúng ta mà muốn mua về thay chiếc xe máy thì quá ok, quá tuyệt vời luôn. Con này máy ngon, gầm bệ chắc chắn anh em nhé. Sơn vỏ đẹp. Su nhập Nhật anh em nhé. Đấy. Thì hiện tại ở đây là cái mẫu xe Toyota Mark 2 này thì là cũng xe là nhập anh em ạ. Nhập Nhật luôn. Suzuki nhập Nhật này. Và tiếp theo một em lá lốt được sản xuất năm 2004 với phiên bản số sàn, máy xăng anh em nhá. Cái mẫu xe này thì hiện tại em Đức làm đến vào có khoảng tầm 50 triệu rồi. Đấy, xe thì zin luôn, ghế lì cả xe anh em nhá. Làm hết 50 triệu con xe ô tô để mà để đi các bác nhá.
Đấy, máy mới làm đại máy luôn. Tổng thành giá em này là 75 triệu anh em nhá. Đấy, bao chất bao tét luôn. Ghế lì cả xe. Ghế nỉ hết luôn. Làm với 50 triệu rồi, bán vẫn 75 triệu rồi. Con này thì máy ngon luôn. Máy gầm đại chất luôn anh em nhé. Daewoo Lalot sản xuất năm 2004. Đấy. Giá hợp lý cho anh em. Đây, quay lại cái mẫu Suzuki đi các bác này. Nội thất thì được trang bị hai màu đen đỏ anh em nhé. Đấy, giá hợp lý cho các bác thôi. Biển Hà Nội tên tư nhân. Mẫu xe Daewoo Lalot này. Và tiếp theo là một em Toyota Kajila. Cái mẫu xe được sản xuất năm 1975 anh em nhé. Đấy, mang biển Ninh Bình. Đã được trang bị la răng đúc rồi. Em này thì máy ngon, gầm bệ chắc chắn anh em nhé. Giá hợp lý thôi, 45 triệu. Đấy, em này máy ngon, gầm bệ chắc chắn. Thì sau cái loạt video này thì em Đức sẽ làm lại video báo giá từng mẫu xe một cho tất cả quý chị và các bạn chúng ta xem chi tiết nhất. Xe zin đét luôn các bác nhá. Em này trước là ghế lỉ nhưng mà hiện tại em Đức đã cắt ghế lỉ ra rồi vì ghế lỉ nó quá xấu đi. Đấy, giá hợp lý cho anh em thôi, 45 triệu mua thay con xe máy che nắng che mưa. Đây này các bác nhìn này, cái xương của nó này, cái xương của nó này không có mọt một tí nào luôn anh em nhé. Đấy, chất thì miễn bàn. Giá 45 triệu. Cái mẫu này thì cũng nhập nguyên chiếc anh em nhé, động cơ 1.6 thôi. Và tiếp theo là một em Honda Accord anh em nhé. Đấy, mẫu xe này thì anh em là chúng ta mua về tập lái khá ok, la răng đúc, lốp rất là dày anh em nhé. Giá 29 triệu. Đấy, máy ngon, điều hòa mát, máy nổ thì xịch xịch luôn. Con này thì về phải dọn thêm anh em nhé, được cái bộ la răng đúc này, lốp khá là dày dặn luôn. Sơn thì cái màu sơn này, màu của nó là màu phấn hồng, màu cam di đặc biệt đấy, rất đặc biệt luôn. Giá 29 triệu thôi. Đấy, form dáng cực đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, tất cả những mẫu xe mà bên Đức đang hiện có này. Đấy, giá từ 29 triệu đến 140 triệu các bác nhé. Đây, mẫu xe này cũng vài chục triệu rồi. Kia Bright, Kia CD5 các bác nhá. Được sản xuất năm 2000. Anh em này thì máy ngon, nội thất sơn si sạch đẹp. Giá hợp lý cho anh em tập lái. Mua con này về mà đi thay chiếc xe máy rất tuyệt vời luôn. Xăng thì ăn như ngửi luôn các bác nhá. Búng cái gọi là chìa khóa là lỗ ngay. Đấy, em này thì sơn si sạch đẹp đẹp luôn. Kia CD5 các bác nhá. Đây, kính quay tay. Giá em này thì hiện tại đang được em Đức chào bán 45 triệu anh em nhá. Thật sự ra là xe để lâu ngày quá là nó bị hết bình, nên em Đức vừa rồi phải câu cho nó lổ lên. Đấy, bình thì toàn bộ là bình mới hết. À, các bác nhìn này, nó sạch sẽ luôn đấy. Và có nhiều bác hỏi em là chú Đức đang đi con Kia nào, thì hiện tại đây, chú Đức mà này nhỏ hoài chị và các bạn đây là cái chiếc Kia CD5 mà thường ngày em Đức vẫn đi Linh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đây các bác nhá, Việt Trì, Phú Thọ các kiểu đây các bác nhá.
Đấy, Hòa Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đấy, đi tất cả các kiểu đây. Thì cái mẫu xe này nếu mà anh em nào mà đến thì em Đức sẽ nhượng lại cho. Đấy, giá hợp lý thôi. Giá em này hiện tại em Đức đang chào bán giá chỉ có 62 triệu thôi các bác nhá. Kia CD5 sản xuất năm 2004. Đấy, với phiên bản số sàn máy xăng anh em nhá. Cái mẫu xe này về cũng vẫn phải dọn này các bác nhá. Các bác muốn đẹp thì các bác phải dọn. Còn hiện tại em Đức chỉ để như này để đi thôi. Đấy. Máy con này thì bao chất luôn. Đi các kiểu luôn. Giá 62 triệu. Anh em về tự dọn nhá. Đây. Rất nhiều đồ đoàn luôn các bác này. Là răng ốp nhựa rồi, là họng ga rồi, là bình ắc quy này. Đây các bác, không giấu giếm gì anh em luôn. Đấy, toàn bộ kể cả coi như là đeo khẩu trang có hết các bác nhá. Đấy, dịch Covid là bây giờ người ta cấm không cho đi. Đấy, là răng đúc các bác nhá. Con này thì mang tên tư nhân biển Hà Nội. Anh chị và các bạn mà chúng ta mà muốn xem tất cả những mẫu xe ở đây thì đến tại hai địa chỉ trên, thì nhớ alo trực tiếp cho em Đức nhá. Thì nhiều lúc em Đức không qua nhà đâu thì các bác phải alo trước, chứ nhiều lúc các bác mà cứ đến mà không điện trước, mà không hẹn em Đức trước ấy, thì em Đức không qua nhà, thì các bác mà đến là em Đức không qua nhà là các bác không được, không nên trách em Đức nhá các bác nhá, vì các bác không hẹn trước. Các bác hẹn trước thì em Đức sẽ chủ động ở nhà. Thì hôm nay em Đức báo giá một loạt những mẫu xe mà giá từ 29 triệu. Đấy. Cho đến coi như là 45 triệu, 52 triệu, 58 triệu các bác nhá. Và 140 triệu. Thì tất cả những mẫu xe ở đây là em Đức bảo hành cho anh em là máy chất anh em nhá. Máy chất, gầm bệ chắc chắn, côn số rất nhẹ nhàng. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip lần sau. Chúc quý chị và các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhà mình. Vâng, em Đức chào các bác nhá.